chấn động. Tiên tri báo trước cực chính xác sự thật, đúng trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024, tuổi Canh Tý sinh 1960, ăn ở phúc phận, trời Phật độ mệnh, trở mình sang trang, giàu sang viên mãn. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Canh Tý sinh 1960 thân mến, nỗi đau của Canh Tý với Canh Tý là một câu chuyện hai lâm ly bi đát, nhiều khúc chiết, lắm trái ngang. Nhưng với nhiều người lại là sự dài dòng và buồn ngủ. Đơn giản đó không phải là chuyện của họ. Vậy nên, trong cuộc sống đừng đem nỗi đau của mình đi so bì với thiên hạ, thường họ sẽ chẳng quá quan tâm. Người xưa có câu, cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Có những người không được sinh ra trong gia đình ấm no, sung túc, nhưng lại được trời ban đức tính tuyệt vời. Tự mình có thể xây dựng cuộc sống viên mãn nhờ phúc đức vốn có, hậu vận thập toàn thập mỹ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Tử Di học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh. Bên cạnh sự may mắn thì cuộc sống giàu có hay không là phụ thuộc vào cách sống của mỗi người. Trong số 12 con giáp có tuổi Canh Tý trời sinh luôn biết đối đãi chân thành với tất cả mọi người, bất kể làm việc gì cũng hết lòng, hết dạ, nhiệt tình và vô cùng trách nhiệm. Nhờ vậy mà xung quanh được mọi người yêu quý không ngừng. Trong cuộc sống, bất giác có một lúc nào đó gặp phải khó khăn, thử thách thì cũng vượt qua được, nhờ hưởng nhiều phước lành, càng lớn tuổi càng viên mãn, sung túc suốt cả cuộc đời. Mới đây nhất, các bậc thầy Tử Di tiết lộ bí mật, trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch này, tuổi Canh Tý biết được điều này thì cũng là lúc cải vận thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, đổi đời giàu sang phú quý. Và đặc biệt, người tuổi Canh Tý sinh 1960 còn được quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường, vượt qua vận hạn, phúc lộc cát tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn, có nhà cao cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, về già an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Vậy, hãy cùng xem diễn biến vận trình trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Canh Tý ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý cô bác tuổi Canh Tý thân mến, người sống trên đời thỉnh thoảng càng oanh liệt mà chiến một trận cho những điều mà mình mong mỏi, dẫu biết có rủi ro hoặc là có vất vả, hay là nhiều sự đoán định không chắc chắn, nhưng cần phải chiến, tức cần phải cháy, vì người ta nói ở những thời khắc cuối đời đời hoặc khi già cỗi ngoài 60 tuổi chẳng hạn, cái chúng ta hối hận thường là về những điều mà ta đã không làm khi có thể, chứ ít khi ta hối hận về những điều đã làm nhưng mà kết quả không được như mong muốn. Nói chung, quyết làm vẫn cứ là hơn, ít nhất với Canh Tý hiện tại, quyết làm tức là sẽ có cơ hội, sẽ hợp với đường cần đi hoặc hợp với mệnh. Người tuổi Canh Tý sinh 1960 trong số 12 con giáp, chuột được chọn là con vật tiên phong dẫn đầu, tuổi Canh Tý cũng luôn muốn mình sẽ là người đứng đầu trong mọi cuộc chơi. Theo quan niệm của người phương Đông, thì chuột còn được coi là biểu tượng cho sự tích lũy và sức khỏe, còn người Trung Quốc và Nhật Bản thì coi đây là biểu tượng cho sự may mắn và giàu có. Khả năng lãnh đạo là bản tính của những người tuổi Canh Tý, họ thông minh, lanh lợi và sống theo cảm tính. Họ rất hiếu động, tò mò và luôn suy nghĩ không ngừng, là người tháo giác xuất sắc và có sức sống vô cùng mãnh liệt. Với đầu óc sáng tạo thì người tuổi Canh Tý được biết đến qua sự thông thái của chính họ. Những công việc đòi hỏi kích thích trí óc và trong môi trường linh hoạt sẽ phù hợp với họ hơn. Tuổi Canh Tý rất giỏi đưa ra lời khuyên hay những đánh giá sắc sảo trong lĩnh vực tài chính và thách thức những trò thể thao. Những người cầm tinh con chuột được mọi người đánh giá là rất thông minh, tháo giác, nhanh nhẹn, chăm chỉ và có khả năng lãnh đạo đứng đầu, luôn sáng tạo và đưa ra cho sếp những ý tưởng táo bạo để công việc phát triển thuận lợi hơn. Chính vì vậy nên được đồng nghiệp và lãnh đạo vô cùng tin tưởng, trọng phụng. Nhờ những tính cách trên cùng với sự kiên trì, phải thực hiện công việc theo ý muốn mới thôi, những đức tính ấy sẽ giúp cho công danh, sự nghiệp của người tuổi Canh Tý rộng mở lên như diều gặp gió. Tuy kiếm được nhiều tiền, có cuộc sống giàu sang, thế nhưng lại không bao giờ chi tiêu hoang phí, nhiều khi trong mắt những người xung quanh, họ còn là người tiết kiệm. Con đường sự nghiệp của người tuổi Canh Tý vô cùng thuận lợi, nhưng ở đường tình duyên lại không được như vậy. Khi đã yêu một ai đó thì sẽ rất nồng nhiệt, dành trọn vẹn tình cảm cho người đó và mong muốn đối phương của mình cũng đáp trả lại như vậy. Khi yêu thì sẽ nhường nhịn, quan tâm và chăm sóc người bạn đời rất nhiều, thế nhưng lại ghét bị kiểm soát. Chính vì vậy, nên nhiều khi họ sẽ cho đi nhiều hơn là nhận lại và sẽ cảm thấy mệt mỏi trong tình yêu. Tuổi Canh Tý có tính cách thân thiện, gần gũi, quảng giao nên dễ dàng kết bạn và tạo được các mối quan hệ tốt đẹp với người khác. Vì vậy,
Không thể phủ nhận người ngoài luôn cảm nhận được sự hấp dẫn lạ kỳ của những người tuổi Canh Tý và luôn được mọi người yêu quý. Họ là người dễ gần, cần cù và sinh hoạt tiết kiệm. Ở người tuổi Canh Tý, chúng ta thấy một sự gần gũi, chăm chỉ và cần kiệm nên họ được rất nhiều người xung quanh quý mến. Vẻ ngoài trầm lắng, kiệm lời và có phần nghiêm túc, nhưng thực tế bên trong, họ lại là những người vô cùng sôi nổi, vui vẻ, đôi lúc dễ bị kích động. Rất may, khả năng tự kiềm chế bản thân của họ rất tốt. Họ thông minh, nhanh nhẹn và đầy sáng tạo, nên luôn thổi một luồng gió mới cho công việc cũng như cuộc sống của chính mình. Tuổi Canh Tý vốn thông minh, lanh lợi, đa mưu, túc trí lại đa năng, đến giờ đã xây dựng được nền tảng cơ bản trong sự nghiệp, có phần thông thả, đỡ vất vả hơn so với những năm trước. Vị trí vững chắc, lương bổng ổn định, tài lộc ngày càng gia tăng, thời vận của tuổi Canh Tý từ nay trở đi sẽ vô cùng vượng. Có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, công việc được quý nhân nâng đỡ, đều tiến triển một cách thuận lợi. Hơn nữa, nhờ tính cách vui vẻ, dễ thương, nồng hậu và rộng rãi mà Canh Tý luôn được quý nhân phù trợ, bạn bè xung quanh yêu thương, giúp đỡ. Về gia đạo, mọi người trong gia đình rất ít khi cãi nhau cho nên cuộc sống thường hòa thuận, vui vẻ. Càng về già thì cuộc sống càng an nhàn, thảnh thơi hơn khi còn nhỏ. Tuy nhiên, sức khỏe lại không được tốt, vì vậy cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe, chế độ ăn uống hàng ngày nhiều hơn nữa. Theo đánh giá chung thì tuổi Canh Tý đều có khả năng lãnh đạo. Đây cũng là bản tính vốn có trong con người họ. Khả năng lãnh đạo khi kết hợp cùng trí thông minh, sự lanh lợi và không ngừng suy nghĩ, tìm tòi, giúp họ trở thành người có sức sống mãnh liệt, linh hoạt trong cuộc sống và luôn tìm ra phương hướng mới cho mọi vấn đề. Để tận dụng hiệu quả những khả năng của người tuổi Canh Tý thì họ nên làm ở một môi trường mới thoải mái, linh hoạt. Một điều cực kỳ tuyệt vời đó là sự thích nghi với môi trường rất tốt. Họ không chỉ có óc sáng tạo mà khả năng ứng biến nhanh, sẵn sàng vượt mọi khó khăn, nên dù làm bất kỳ công việc gì thì họ cũng sẽ thu về thành quả nhất định. Đặc biệt, tuổi Canh Tý được đánh giá tốt trong lĩnh vực tài chính hoặc thể thao. Trong công việc làm ăn, buôn bán, Canh Tý luôn có tầm nhìn xa nên rất dễ thành công. Theo tử vi trọn đời tuổi Canh Tý, từ trung vận trở đi con giáp này sẽ may mắn liên tiếp, nhận lộc trời ban, công việc suôn sẻ, thuận lợi, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Dù làm trong lĩnh vực nào, họ cũng đạt được nhiều vị trí quan trọng, được mọi người tin tưởng, yêu quý. Họ khiến người khác khâm phục mình bởi sự tập trung, sáng tạo trong công việc. Sự nghiệp thăng tiến mạnh, vận tài lộc cũng theo đó mà tới. Tài lộc của Canh Tý rất dồi dào và bất tận, của cải tích trữ nhiều, cuộc sống êm ấm, hạnh phúc. Càng về già, càng nhận được nhiều thành quả và phước báo, có cuộc sống giàu sang phú quý, đủ đầy, an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Nam mệnh tuổi Canh Tý. Vào thời thơ ấu, nam mệnh tuổi Canh Tý có rất nhiều sóng gió, tới thời trung vận họ cũng sẽ vượt qua nhiều trở ngại, khó khăn trong cuộc đời. Vào khoảng thời gian này có phần hy vọng đầy đủ về sự nghiệp, công danh, về hậu vận thì an nhàn, sung sướng. Cuộc đời của những người nam tuổi Canh Tý sẽ có nhiều thay đổi tích cực khi vào độ tuổi từ 30 trở đi, lúc này sẽ dần gặt hái được những thành công trong công việc, dư dả hơn trong chuyện tiền bạc. Nữ mệnh tuổi Canh Tý. Cuộc đời của nữ mệnh Canh Tý suôn sẻ, không có nhiều vất vả. Càng về trung vận và hậu vận thì cuộc sống càng hạnh phúc, yên ấm và nhận được nhiều niềm vui từ con cháu. Gia đạo thì thường ấm no, hạnh phúc do các thành viên trong gia đình vì biết giúp đỡ, lắng nghe ý kiến của nhau, đồng thời cùng vun vén, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Sức khỏe cũng khá tốt, ít ốm đau, bệnh tật, nếu biết làm nhiều điều tốt, tích đức thì sẽ kéo dài tuổi thọ. Số mệnh của họ có phúc đức nên cuộc sống tạo nhiều cơ hội thuận lợi để hoàn thành sự nghiệp một cách dễ dàng. Vào thời trung vận, họ đã thấy kết quả của sự sung sướng, thảnh thơi và an nhàn. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Canh Tý sinh 1960 trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024. Tử vi trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Canh Tý sinh 1960 phải gọi là vượt qua bể khổ tới hồi Thái Lai. Tuổi Canh Tý nằm trong top con giáp may mắn nhất khi mà được nguyệt lệnh che chở, ủng hộ. Đầu thời điểm thương quan băng tới nên phương diện công việc thuận lợi, cuối thời điểm thực thần song hành nên tài vận sung túc. Thời điểm này quý thủy lâm quan ở tuổi Canh Tý báo hiệu, công việc tiến hành khá thuận lợi. Một vài hạng mục còn tồn đọng trước đó thì trong thời điểm này đều được giải quyết ổn thỏa.
bản mệnh khẳng định năng lực cá nhân, được lãnh đạo tin tưởng, giao phó trọng trách, cơ hội thăng chức, tăng lương trong thời điểm này khá cao. Xem tử vi tuổi Canh Tý trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch, nhờ có được thiên đức cát tinh che chở, là đại diện của phúc khí và phúc vận, kinh dịch đã nói rằng thiên đức tích thiện gia, tắc dư khánh, tức là người tuổi Canh Tý sẽ gặp hung quá cát trong thời điểm này. Chỉ có hung tinh hàm trì làm nổi bật tính cách thông minh, nhưng không kém phần phong lưu, phóng đãng. Người đã có gia đình cần hết sức chú ý thận trọng, đừng ham mê chủ sắc, vì uống say mà dễ làm càn. Khẩu quyết: trong tháng gặp nguy quá an, gặp dữ quá lành, sức khỏe được đảm bảo. Quý nhân: tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tiểu nhân: tuổi Mão, tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn: ghi, xanh lam. Con số may mắn: 19, 44 và 20. Và tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Canh Tý sinh 1960 trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Canh Tý sinh 1960 trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Tương hình khiến bản mệnh hay nóng vội, suy nghĩ tiêu cực, bản mệnh nên nhớ rằng việc giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn rất đáng trân quý. Song bạn đừng nên gánh hết trách nhiệm không thuộc về mình và để đối phương quá phụ thuộc vào bạn, có lúc còn cảm thấy bực tức ở nơi công sở. Mỗi sáng thức giấc, bạn không còn muốn đi làm nữa, thì đã đến lúc cân nhắc, bạn dành hầu hết thời gian ở chỗ làm. Nhưng để dắt kiệt sức lực và tinh thần của bạn là điều không nên, hãy nhớ không bao giờ là quá muộn để thay đổi. May mắn với người tuổi Canh Tý, công việc được lâm quan trợ sức, cùng với phúc tinh cao chiếu, quý nhân phù trợ, thăng tiến cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Con giáp này khá chủ động xử lý những vấn đề còn tồn đọng trước đó, giải quyết được những chuyện khiến cấp trên không khỏi đau đầu trước đó, thành quả thu về giúp tuổi Canh Tý nhận được đánh giá khá tốt từ phía lãnh đạo. Thiên đức cát tinh sẽ luôn ở bên hỗ trợ, giúp cho con giáp này nhanh chóng thoát khỏi được trở ngại phía trước. Tất nhiên, năng lực cá nhân của tuổi Canh Tý vẫn là yếu tố then chốt, bởi tỷ kiên khẳng định rõ lập trường của con giáp này, bản mệnh làm gì cũng quyết đoán và dứt khoát vô cùng. Có thể ban đầu bản mệnh sẽ vấp phải một số sự ngăn cản, chỉ trích, nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả bằng thành quả mình gặt hái được. Tuổi Canh Tý chứng minh cho tất cả mọi người không còn nghi ngờ gì về năng lực của bản thân nữa. Với những tuổi Canh Tý đang theo nghiệp kinh doanh, buôn bán hoặc làm thêm, nhờ có việc nguyệt lệnh lâm đất mộ nên công việc của tuổi Canh Tý thể hiện những dấu hiệu khả quan. Khi mà con giáp này cuối cùng cũng nhận được sự công nhận về mặt năng lực, bản mệnh cố gắng hết sức để thể hiện bản thân mình, luôn hăng hái nhiệt tình làm việc. Dịch mã động tinh khẳng định sự chủ động, xông xáo của con giáp này nên được mọi người đánh giá khá cao, nhưng bản mệnh càng cẩn thận hơn trong từng chi tiết, đừng lấy số lượng thay cho chất lượng, nên biết lắng nghe nhiều hơn, đừng vội phủ định mọi ý kiến người khác. Nếu đưa ra cách ứng xử chưa khéo léo có thể khiến bạn đắc tội với mọi người hoặc khiến cho đối phương không hài lòng. Bản mệnh nên làm việc với tinh thần cầu thị, ham học hỏi, dám sai thì dám nhận sai. Đừng thấy chút thành công đã dội cho mình là cái rốn của vũ trụ mà ôm mộng xa xôi, thất bại thì gần phía trước. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Tý sinh 1960 trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tuổi Canh Tý trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch nhắc nhở, người tuổi Canh Tý cần phải chi tiêu tiết kiệm, thận trọng khi đưa ra những quyết định lớn liên quan đến tiền bạc, bởi có thể tiền từ túi bạn đi ra nhưng sẽ chẳng quay trở lại. Bản mệnh trong thời điểm này sống khá lý trí, nhưng con người ai cũng có thể mắc sai lầm, đừng chủ quan mà lúc giật mình, tỉnh ngộ thì cũng đã muộn màng. Hung tinh trong thời điểm này cho thấy có dấu hiệu gian trá, lừa lọc trong lời nói của những người xung quanh bạn. Điều này có nghĩa không phải tất cả mọi người đều đáng nghi, song bản mệnh nên lưu tâm khi có người hỏi vay mượn tiền bạc, để tránh vừa mất tiền lại vừa mất cả tình. Mọi chuyện đều có nguyên do của nó, đừng ngại tìm hiểu và đừng ngại nói lời từ chối khi cần. Hãy học cách nói không nếu bạn không muốn mình lúc nào cũng bị người khác lợi dụng cho mục đích của riêng họ. Người tuổi Canh Tý có thể phát huy năng lực, sức mạnh sẵn có của mình, nhờ thế mà có thể thu về không ít tiền bạc, thu hút lợi nhuận từ lĩnh vực mà bạn đang kinh doanh đầu tư. Nhất là nếu bạn siêu mạnh trong lĩnh vực nào thì nên đầu tư thời gian, công sức một cách tối đa. Tuổi Canh Tý có thể tạo ra một bản tầm nhìn hoặc ngồi yên với một bản nhạc thiền,
giúp bạn vẽ ra tương lai và mục tiêu của bạn một cách rõ ràng hơn. Bạn sẽ sớm chiến thắng hoặc đạt được mục tiêu này. Vì thế, bạn hãy kiên nhẫn thực hiện những bước cuối cùng để hoàn thiện đi nhé. Có những lúc tuổi Canh Tý có thể nhớ điều gì đó hoặc trải qua những khao khát khác thường. Ngay cả khi chúng khiến bạn khó chịu thì cố gắng ghi chúng ra. Nếu bạn hiểu vấn đề và tìm cách giải quyết được nó, bạn cũng có thể giúp cho người khác điều tương tự. Tuổi Canh Tý là một trong những con giáp có nhiều lộc trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Chính vì vậy, mặc dù bạn có thể cảm thấy khó chịu nhưng nguồn năng lượng mới sẽ hướng bạn đến điều gì đó cực kỳ tốt lành cho Canh Tý. Nó có thể là một bữa ăn, một món đồ Canh Tý cần mua hoặc một người bạn để nói chuyện thuận theo tự nhiên là an toàn, ít nhất là trong trường hợp này. Tuy nhiên, bản mệnh nên chú ý đến việc chi tiêu quá đà cho những việc không cần thiết để tránh rơi vào tình trạng tiền vừa đến đã dội đi. Đây cũng là thời điểm thích hợp để các cặp đôi cùng ngồi lại xây dựng kế hoạch tài chính cho tương lai. Việc này cần thiết trong mối quan hệ. Để hạn chế những rắc rối có thể xảy ra liên quan tới tiền bạc, bạn đủ kiên nhẫn để chờ đợi cho khoản tiền của mình gia tăng trong tương lai. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Canh Tý sinh 1960, trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tuổi Canh Tý trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch cho thấy, sức khỏe của bản mệnh đang có chiều hướng xuống dốc. Hãy xem xét lại chế độ ăn uống và chăm sóc bản thân nhiều hơn nữa. Những hoạt động trước khi đi ngủ có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và là chìa khóa quyết định liệu bạn có thức dậy với năng lượng tràn đầy hay không. Do đó, nên hạn chế những việc như lướt mạng xã hội, chơi game. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên luyện tập thể thao để giúp cơ thể khỏe mạnh, cũng như cải thiện tâm trạng. Sau bạch lộ thì cần điều tiết dưỡng sinh theo tiết khí. Lúc này tiết trời chuyển lạnh, người tuổi Canh Tý không những phải bảo vệ phổi mà dạ dày, phục gì cũng càng phải giữ ấm. Ngoài việc mặc thêm áo mỏng đề phòng cảm mạo thì chuyện ăn uống cũng cần thêm nhiều đồ ấm, giúp giữ cho dạ dày được ấm áp. Buổi sáng thì dậy sớm một chút, hít thở không khí trong lành, thúc đẩy sự trao đổi chất trong cơ thể. Thói quen này sẽ giúp cho bản mệnh rèn luyện công năng xương khớp của cơ thể. Ngủ sớm, dậy sớm sẽ giúp người tuổi Canh Tý dưỡng huyết khí, đề phòng bệnh tật tấn công, nên tập suy nghĩ tích cực, lạc quan. Chuyện đã qua thì để cho nó qua đi chứ đừng tự dằn vặt mình thêm nữa. Hãy sống vui vẻ và hướng về tương lai. Năng tập luyện thể dục thể thao, vừa giải tỏa căng thẳng, vừa giúp tăng sức đề kháng. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Canh Tý sinh 1960, trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Với người tuổi Canh Tý thì chuyện tình cảm khá tốt, bởi thiên đức quý nhân cùng tụ hội, đem tới điểm yên ấm trong gia đạo. Bởi vì chính ấn khi gặp ngũ hành khí thuận thì là người có tâm tư lương thiện, biết suy trước tính sau, làm việc gì cũng chân thành. Người có gia đình thì biết đem tới nhiều tiếng cười, nhiều bữa ăn ấm cúng cho tổ ấm nhỏ của mình. Người độc thân thì cầu tiến, có lòng từ bi nên mọi người yêu quý, được người khác giới để mắt đến. Cuộc sống của tuổi Canh Tý trở nên giàu cảm xúc hơn, với những mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè trở nên gần gũi hơn. Với mọi người trong công ty thì người tuổi Canh Tý thể hiện mình là người cần cù, chăm chỉ, không thích cạnh tranh, đồng thời vị trí dương lên rất cao nên mọi người dễ dàng ủng hộ. Tin vui cho cô bác tuổi Canh Tý là mệnh tháng sinh mệnh nên được âm phù mà có thể hung lại hóa thành cát lành. Bản thân nếu hành xử, cư xử chuẩn mực, biết kỷ luật, biết nhận sai, biết sửa thì ắt dạng sự phúc khang. Ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Canh Tý sinh 1960, trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024. Đầu tiên là tử vi từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 8 âm lịch của tuổi Canh Tý sinh 1960. Xem tử vi từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 8 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Canh Tý trải qua một khoảng thời gian khá sinh động, niềm vui nhiều hơn nỗi buồn, dù là công việc hay chuyện tình cảm cũng dần đi vào giai đoạn bình ổn, bản mệnh có thể quẳng gánh lo đi mà vui sống được rồi. Vận trình tài lộc khởi sắc trong thời điểm này, người đi làm thuê được dịp thể hiện tài năng, đề xuất tăng lương, có thể được cấp trên phê duyệt. Tuy nhiên khi ký kết những giấy tờ, văn bản quan trọng, bản mệnh cần rà soát tỉ mỉ, tránh phạm sai sót đáng tiếc mà dẫn tới thất thoát tiền bạc. Nghiêm trọng hơn còn có thể liên quan đến pháp luật, kiện tụng vô cùng phức tạp. Người kinh doanh, buôn bán đón tin vui tài lộc sau bao ngày nỗ lực tìm hiểu và phát triển thị trường mới,
cuối cùng bạn cũng biến ước mơ kinh doanh của mình trở thành hiện thực. Doanh thu trong thời điểm này khá lý tưởng, đủ để trở thành động lực cho bạn tiếp tục kiên trì theo đuổi con đường mà mình đã chọn. Đối diện với khó khăn, thách thức, bản mệnh đừng nóng nảy, cáu gắt, vì điều đó chỉ gây bất lợi cho mình thôi. Giải pháp tốt nhất là mềm mỏng mới đưa đến thành công được. Trong những ngày này gia đạo bình an, khoảng cách giữa 2 đến 3 thế hệ trong một gia đình được rút ngắn lại, tình cảm vợ chồng gắn bó khăng khít, con cháu khỏe mạnh, học hành giỏi giang. Người độc thân có vận đào hoa dượng, có sức hút với người khác giới lớn, nên có lẽ mùa đông không lạnh nữa. Quý nhân là tuổi Sửu và tuổi Thân, tiểu nhân là Mùi và Ngọ. Màu sắc may mắn: đỏ, hồng. Con số may mắn: 83, 37, 95 và 72. Tử vi từ ngày 28 đến hết tháng 8 âm lịch của tuổi Canh Tý sinh 1960. Xem tử vi những ngày cuối cùng trong tháng 8 âm lịch cho thấy chỉ số các vận chiếm ưu thế, mang tới vận trình lạc quan cho người tuổi Canh Tý. Tinh thần bản mệnh phấn chấn hẳn lên, cách hành xử cũng tự nhiên, gia đạo bình an, không khí gia đình tươi vui, ngập tràn hạnh phúc. Vợ chồng đón tin vui về con cháu, có tiếng trẻ thơ trong nhà, mọi thứ dường như được gắn kết bền chặt hơn. Tình yêu lứa đôi có cơ hội thăng cấp bất ngờ, một trong hai bạn sẽ đi công tác xa trong thời điểm này. Tuy thời gian bên nhau không nhiều nhưng đối phương lại hết mực chu đáo, hỏi han ân cần, nên luôn có cảm giác vẫn rất gần nhau, không hề có sự xa cách. Người độc thân được đào hoa tinh trợ lực, vận đào hoa tươi sáng, dễ dàng gặp được ý trung nhân khi tham gia các hoạt động tập thể. Hơn thế, đối phương lại có địa vị xã hội cao hoặc sự nghiệp đầy triển vọng về công việc, bản mệnh ngày càng thành thạo trong công việc, được cấp trên giao phó trọng trách. Bên cạnh đó, quan hệ xã giao hài hòa, được lãnh đạo dẫn dắt, chỉ bảo nên tiến bộ rất nhanh, ít khi phạm sai lầm. Cơ hội thăng tiến, tăng lương trong thời điểm này rất nhiều, cứ nỗ lực đi rồi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Việc kinh doanh, buôn bán trong những ngày cuối tháng rất thuận lợi, tuy chưa có bước đột phá lớn, doanh thu vẫn chỉ giữ ở mức ổn định. Nhưng như vậy đó là thành công bước đầu của những ai vừa mới mở rộng quy mô làm ăn. Hãy kiên trì theo đuổi con đường mình đã chọn, làm nhiều và nghĩ ít thôi, bạn sẽ sớm chạm tay vào thành công. Quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Sửu, tiểu nhân là Dậu và tuổi Mão. Màu sắc may mắn: vàng, nâu. Con số may mắn: 44, 60, 39 và 17. Bí quyết cải mệnh của tuổi Canh Tý sinh 1960 trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch này. Trong cuộc sống, người thành công và tiến xa nhất không hẳn chăm chỉ nhất, mà chính là người biết chịu đựng gian nan một cách có chọn lọc. Nhiều người luôn tin rằng đau khổ là một lẽ tất yếu trong cuộc sống, họ lao vào công việc hối hả để thỏa mãn tâm lý. Tôi đã làm việc chăm chỉ, kết quả là dù trải qua nhiều gian nan, nhưng không phải ai cũng thành công vượt trội. Trên thực tế, điều bạn cần làm là chịu đựng thử thách một cách có chọn lọc, nếu không sẽ sớm gục ngã trước khi đạt được thành tựu mong muốn. Một giáo sư tâm lý học từng nói cho một bài phát biểu thế này: muốn trở thành tầng lớp thượng lưu, bạn phải chịu đựng được nỗi đau của tầng lớp thượng lưu. Nếu bạn chủ động chịu đựng được hai nỗi khổ đau dưới đây thì cuộc sống về sau sẽ ngày càng khởi sắc, sự nghiệp tiến xa và mọi điều tốt đẹp sớm muộn sẽ đến. Sau những khổ não trong cuộc sống, chắc hẳn sẽ đến một ngày bạn nhận ra người bạn cùng thuê nhà năm nào đã mua được nhà, mua xe. Hay khi bạn còn đang tính toán mua thêm trái cây, liệu có vượt ngân sách thời điểm này không, thì nhiều người cùng độ tuổi đã đạt được tự do tài chính, liệu có phải do bạn không? Siêng năng bằng họ, không hẳn, đó là bởi ngoài làm việc chăm chỉ, những người ưu tú thường dành nhiều thời gian để suy nghĩ, đặt tâm trí trong từng việc nhỏ và nỗ lực một cách có tính toán hơn cả. Khi công ty tôi chuẩn bị đấu thầu một dự án lớn, lãnh đạo yêu cầu nhân viên chuẩn bị thông tin để thuyết trình. Sau một tuần đi sớm về khuya, đồng nghiệp của tôi gửi một bản báo cáo dài 50 trang, nhưng hầu hết các tài liệu này là thông cáo báo chí kèm chất lượng nguồn của các bài báo cũng không đáng tin cậy. Sếp lập tức yêu cầu người này làm lại. Đồng nghiệp tôi suy nghĩ, tại sao mình đã nỗ lực rất nhiều nhưng kết quả lại không như ý muốn. Tôi từng đọc được một câu viết này trên mạng xã hội: nỗ lực máy móc chỉ là một bài tập theo thói quen của cơ bắp và siêng năng, mà không suy nghĩ thật sự là sự lười biếng lớn nhất. Một tỷ phú nổi tiếng từng nói, làm việc chăm chỉ một cách mù quáng có thể sẽ phải trả giá đắt mà vẫn chẳng thu được gì. Vậy nên,
Trước khi bắt tay vào bất cứ việc gì, hãy dành thời gian suy nghĩ về mục đích và phương pháp thực hiện, từ đó lên kế hoạch. Nếu chúng ta không có bất kỳ kế hoạch nào cho cuộc sống và công việc, bạn sẽ chỉ rơi vào dòng luẩn quẩn, càng bận lại càng nghèo lại càng bận. Kiên nhẫn chịu đựng kỷ luật, tự giác, tầm quan trọng của kỷ luật, tất cả chúng ta đều nắm trong lòng, thậm chí còn không ngừng tìm kiếm cách để có lối sống kỷ luật. Thế nhưng, ít ai là có thể tuân thủ bởi khó khăn trong việc duy trì việc làm tốt mỗi ngày. Kết quả từ sự kỷ luật tự giác sẽ khó, có thể thấy một sớm một chiều, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt xứng đáng theo thời gian. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.